Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mọi người cũng biết rồi đấy, chúng ta sẽ cùng nhau đi thử gọi là ga cắt linh để xem là nó sẽ như thế nào. Thì thực ra là mình cũng không được mời mà mình chỉ đi ngang qua, mà mình đang thấy là người dân bình thường là sẽ được đi trải nghiệm miễn phí trong vòng 2 tuần, thì hôm nay mình cũng thử. Thì khi mà các bạn bước vào, các bạn sẽ được phát luôn một vé đây, vé một lượt nhá. Đấy, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thử đây. Hiện tại thì mình đang chờ ga tàu, và bây giờ các bạn có thể thấy là chuyến tàu đến thì chỉ còn khoảng 4 phút nữa. Thì thông thường là mỗi chuyến thì sẽ khoảng tầm 6 phút. Còn ở đây thì sẽ là cái bản mình đang đứng ở, hiện tại là ga Cát Linh thì là ga đầu tiên, và ga cuối cùng là ga Yên Nghĩa ở Hà Đông. Thì sẽ có khoảng 12 chặng ga này, thì quãng đường nó sẽ rơi vào khoảng tầm 13 km, và thời gian hoàn thành chuyến này thì nó khoảng độ tầm 20 phút. Thì theo mình được biết như thế, thì lát nữa mình sẽ cùng nhau thử. Đấy, như mọi người có thể thấy thì rất nhiều ông cụ bà là cũng sẵn sàng để đi thử buổi đầu tiên ngày hôm nay. Và mọi người có vẻ rất hào hứng nhá. À, ok. Bắt đầu nhá. Đây, một là mọi người có thể ngồi đây hoặc là có thể đứng. Thì góc này sẽ dành cho những người khuyết tật. Đây có thanh chỗ bám này, và nguyên khoảng này rất là rộng. Thôi thì chắc là mình đứng ở đây đi để xem mà tàu chạy như nào. Đây, như ở khu vực này là khu vực ghế ngồi, thì ghế tất nhiên ghế nhựa thôi. Nhưng nguyên một băng ghế dài thì theo mình nghĩ là chắc độ tầm 7 người đấy, 7-8 người là ngồi ở đây là vẫn rất vừa. Không ngồi thì mình có thể đứng. Đây, mình sẽ có một khoang cửa sổ rất rộng để tí nữa xem cảnh từ trên cao xuống nó sẽ như thế nào. Mình bắt đầu đi rồi, tàu rất êm nhá. Đây, các bạn bắt đầu nhìn thấy mình từ trên cao nhìn xuống này. Xong sắp đến đoạn hồ Hoàng Cầu, tí nữa sẽ rất đẹp. Chờ hôm nào mà kiểu hoàng hôn hoặc là tối mình bắt đầu đi thì chắc là khung cảnh sẽ đẹp hơn. À, đây, mình bắt đầu đi đến đoạn ngã giao ô Chợ Dừa này. Một cảm giác này cũng rất thú vị đấy. Nhưng mà tàu rất êm nhá. Đây, kể cả mình đứng không? Êm Thì theo mình biết thì tàu này có thể đi vận tốc tối đa 80 km/h. Và một lần nữa thì thời gian để đi đến ga cuối cùng thì mất độ tầm 20 phút. Ôi, nhanh không này. Đấy, mình đang đi rất nhanh nhá, mình chuẩn bị đến đoạn hồ này. Hôm nay thì hơi tiếc là trời không nắng. Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt khô này rồi, mai sẽ bắt đầu mưa nhiều hơn. Mà đây như các bạn nhìn nhá. Này, bắt đầu đi qua này. Đã đến Sa La Thành. Đấy, khi mà đến chặng nào thì sẽ có cái đèn nháy ở đây để báo mình biết. Đấy, thế là đã đến một chặng đầu tiên rồi. Bắt đầu đi. Tính xem là trong khoảng 10 phút thì sẽ đến ga tiếp theo. Đến đoạn này bắt đầu đi chậm hơn thì mình đoán là sắp đến rồi. Một phút rưỡi, chưa đến 2 phút. Đây, đã đến rồi. Ui, thì rất nhanh đấy. Đúng. Ui, thời gian rất chuẩn. Một điểm mình rất ấn tượng nhé. Đấy, dừng rồi. 1 phút 52. Ở 1 phút 52 là chúng ta có thể đến chặng tiếp theo, và có tổng cộng là 12 chặng. Vì chỉ có khoảng 45 giây thôi, thế nên là nếu như muốn xuống thì phải xuống rất nhanh nhá. Và để đi về thì mình sẽ phải đi xuống phía bên dưới. Ở đây sẽ có một thang, nhưng mà đây là thang sẽ dành cho người khuyết tật. Đấy, sẽ được riêng. Còn mình thì có lẽ mình sẽ phải đi bộ. Tiếp theo đây thì mình sẽ đi đến gần chặng buồng lái để cho mọi người xem ở trong nó sẽ như thế nào. Đấy,
bước ra đây thì có vẻ trông sáng sủa hơn hẳn đúng không ạ? Đấy, bây giờ để đi sang bên kia thì nếu đi xuống thì mình sẽ phải đi bậc thang, còn nếu mà đi lên thì sẽ có thang điện như này. Nhìn chung thì rộng rãi và sạch sẽ, nhìn rất thoáng. Và để bây giờ để đi ra thì mình sẽ sử dụng lại cái tấm vé lúc nãy nhá. Có một điểm rất hay là như này, khi mà mình xuống ấy để đi về lại thì mình sẽ không cần phải đi xuống tận đường xong mình bắt đầu quay đầu đâu, mà ở ngay đây từ bên phải sang bên trái, thế là mình đã có thể lên ngay chặng trung chuyển để đi về. Đấy, như các bạn có thể thấy là có hướng này, hướng Yên Nghĩa hay là hướng Cát Linh. Thì hướng Cát Linh đầu tiên là chính là cái chặng mà mình bắt đầu khởi điểm, thì đây sẽ về chặng đầu, bảng giờ rất to và ở phía trước mặt các bạn sẽ là buồng điều khiển. Đứng ngay cạnh mình đây là quầy bán vé. Đấy thì các bạn nhìn này, khu bán vé. Thì trong hôm nay vẫn là đang miễn phí trong khoảng 15 ngày đấy. Thì ngay bây giờ mọi người còn muốn đi thì cứ đến đây để trải nghiệm. Nhưng mà ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn, có nghĩa là mình đang đứng tại vị trí ga Phùng Khoang. Đó, thì ở đây mọi người có thể tùy chọn được mức giá này. Thì mình đến điểm nào mình sẽ bấm vào điểm đó thì nó sẽ hiện mức giá tiền. Hoặc là nếu như các bạn bấm 15.000 là sẽ đi toàn tuyến luôn. Đó, thử không? Bấm với Cát Linh đấy. Hiện nay thì chưa bán vé, nhưng mà nếu như ví dụ mình bấm về ga Cát Linh đi, ga điểm đầu đó, thì chắc có lẽ nó sẽ hiện giá ở trên này. Lúc đó thì mình sẽ cho tiền qua thẻ bên dưới đây, cho thẻ qua bên dưới đây, hoặc đây là thẻ nạp tiền. Còn phía trên này thì sẽ nhận được biên lai. Đây có tất cả quy trình nạp tiền thì ghi hết ở đây rất rõ ràng nhá. Chọn ga đến này, xong chọn được số lượng vé, đưa tiền vào máy ở đây, xong rồi ấn nút đồng ý. Đồng ý chắc ở phía trên này, xong nhận vé và thừa tiền. Đấy, thì đây là cái chỗ để mình nhận được. Đó, còn đây là quy trình nạp tiền. Đây là bán vé một chiều. Còn bây giờ mình thử qua đây nhìn nhá. Đấy, các bạn có thể thấy khung cảnh chắc có lẽ cũng rất khó để có thể thấy bắt gặp được một Hà Nội đẹp như thế này đúng không ạ? Và đây thì mình đang đứng ở giữa ngã tư Nguyễn Trãi, phía bên kia đường Chiến Thắng Trần Phú Hà Đông rồi. Đây, mọi người thấy những anh mặc áo xanh vàng đây không ạ? Thì đó là những người sẽ nhắc nhở bạn không được đi qua cái vạch vàng này, phải đứng ở trong vạch. Nhưng mà mình thấy nếu như mà có nhiều trẻ em ấy thì cũng sẽ hơi đáng lo ngại. Bởi các bạn có thể thấy như này rất là dễ gần tàu rồi. Nếu như có thêm những thanh chắn thì mình nghĩ nó sẽ ổn hơn. Đấy, bây giờ mà bạn chỉ cần đứng vào vạch cái là anh ấy sẽ chỉ. Khi mà dừng thì sẽ có một người lái tàu, họ sẽ xuống để xem khi nào hành khách vào hết chưa. Thì lúc trước mình đã hứa các bạn là cho mọi người xem thử khoang buồng lái. Thì đây, như mọi người thấy này, đấy, chỉ có một người vận hành lái thôi. Nhưng mà là sẽ hai đầu nhá, đầu trước đầu sau. Các bạn có thể thấy nhìn đường. Đấy, sắp đến này thì họ sẽ có ra là tín hiệu để báo hiệu ga Thượng Đình. Thượng Đình nào? Thượng Đình. Bây giờ ga lúc mình lên này. Đấy, thời gian chạy rất nhanh và phải cẩn thận. Dừng tàu là bây giờ thôi, chứ còn sau này khai thác. Đấy, khi dừng tàu thì họ sẽ phải đứng bước xuống này, mở cửa và bước xuống. Đó. Vâng, vậy là vừa rồi thì một vòng trải nghiệm cũng rất nhanh thôi. Thì mình đi gần như là từ ga đầu cho đến gần ga cuối. Và khi mà mình quay lại thì mình nhận thấy để đi được từ Cát Linh vào tận đến trong Hà Đông thì có lẽ thời gian mất chỉ khoảng tầm hơn 20 phút. Và mỗi chặng thì mình đi chưa đến 2 phút là mình đã tới rồi. Thì tất nhiên là thời gian xây dựng thì có thể ở lâu, nhưng mà trong ngày đầu tiên mà mình trải nghiệm như hôm nay thì mình nhận thấy nó sẽ không làm cho bạn thất vọng đâu. Và mình tin rằng mọi người hãy cứ đến trải nghiệm đi, quan nhất là bây giờ vẫn còn đang miễn phí trong vòng 2 tuần. Thì đó, thì mọi người nghĩ sao về hành trình ga
tàu điện trên cao đầu tiên của Việt Nam. Mọi người hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.